Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi đến đầm sen ở Đa Phúc, ở Dương Kinh bằng một lối là đi từ chân cầu Niệm 2. Thì các bạn chú ý là đi, nếu đi từ đằng trong thành phố thì chúng ta có thể đi từ bên phía Lê Chân qua cầu Niệm sang bên phía Kiến An này. Thì chúng ta sẽ đi phía dưới chân cầu nhé. Đấy, chúng ta sẽ đi phía dưới chân cầu này, đi thẳng đến chân cầu thì chúng ta sẽ gặp cái biển là một hướng chỉ dẫn là cầu Niệm 1 này, một lối rẽ phải ra hướng Đồ Sơn này. Chúng ta sẽ rẽ phải ra Đồ Sơn nhé. Rồi thì tiếp sau đó chúng ta sẽ men theo cái đường đi thẳng theo đường D bằng bê tông, đường D của sông Lạch Chay, và cứ đi theo cái đường D này thôi, đi khoảng hơn một cây số, khoảng một cây sắp xỉ thế thì sẽ đến một cái ngã ba. Thì ở đây ngã ba là có cái biển của đầm sen để sẵn ở đây để mọi người có thể dễ dàng tìm đến đầm sen. Rồi biển ghi rõ là bên phía tay phải nhé, các bạn rẽ xuống phía tay phải là cái biển gắn ở trên cây bạch đàn. Biển ghi rõ là Hoàng Công và Sen kính chào quý khách, thì cách 1.200m là sẽ đến được cái đầm sen. Và chúng ta sẽ theo lối rẽ này sẽ đi thẳng theo con đường nhựa đi 1.200m và đi đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp một cái biển chỉ dẫn của cái đầm sen. Ở đây cũng đều rõ giá cả của những ai nhu cầu vào chụp. Đấy, các bạn đi theo con đường đất này, theo cái bờ mương bê tông dẫn nước này dẫn ra được đầm sen. Ok, và chúng ta sẽ trải nghiệm và ngắm cái đầm sen này, đầm sen Đa Phúc này, và sẽ cảm nhận như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Tôi đang có mặt tại đầm sen Đa Phúc ở Dương Kinh, Hải Phòng. Thời điểm hiện tại có rất nhiều mẫu đến đây chụp để kỷ niệm với mùa sen 2019. Rất đông các bạn. Ở đây là đã các chị em đã đến đông rồi, từ 5 giờ đã có người đến chụp sen rồi, thời điểm đến 7:30 thì hiện tại là 7:30 rất nóng.
cứ mỗi mùa vào sen nở hàng năm, những hồ sen ngập sắc, hồng trắng luôn là địa điểm chụp ảnh được nhiều người yêu thích. Từ các cô gái trẻ cho đến các bà trung niên, thậm chí cả các đấng mày râu cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp cho mình một bộ ảnh để đời. Điều đó đủ cho thấy sức hấp dẫn của quốc hoa. Hoa sen có vai trò và vị trí đặc biệt cả về tâm linh và về văn hóa của người Việt. Mặc dù sinh ra trong bùn lầy, nhưng sen không bị ô nhiễm mà còn có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh sống. Vì hoa sen hễ mọc ở nơi nào sẽ làm cho nước đục ở nơi đó lắng trong. Hoa sen trở thành biểu tượng trong nghệ thuật Phật giáo của phương Đông. Trang trí hoa sen được ứng dụng rất nhiều với các đài hoa sen, bệ tượng Phật bằng hoa sen, kiến trúc hình hoa sen. Trong Phật giáo, hoa sen biểu trưng cho những giá trị của đạo đức, sự thuần khiết và sự thánh thiện. Sự duy trì và phát triển của Phật Pháp, trí tuệ dẫn đến Niết Bàn. Trên thế giới, ít loài hoa nào có những phẩm chất cao quý như loài hoa sen. Bởi vậy, nhà Phật ví nó như những đức tính của người tu hành. Từ bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cuộc sống và văn hóa của người Việt Nam. Đó là biểu tượng của sự giản dị mà thanh cao, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Gốc rễ của sen nằm sâu trong bùn lầy, để rồi từ đó mới nuôi dưỡng từ những đóa hoa sen xinh đẹp. Khi mùa hoa tàn lại rụng xuống, ấp ủ trong bùn chờ nảy mầm vươn lên. Hoa sen qua ngày tháng cứ kiên trì chất lọc tinh hoa của đất mẹ, để rồi khi những ánh nắng rực rỡ của mùa hạ chiếu xuống thì cũng là lúc bừng lên vẻ đẹp thanh khiết, tinh khôi. Hoa sen còn là biểu tượng cho những phẩm chất cao quý của con người. Chắc hẳn ai cũng đã từng biết đến Mạc Đĩnh Chi, vị lưỡng quốc Trạng Nguyên trí tuệ thông minh uyên bác. Giai thoại truyền rằng khi ông Đỗ Trạng Nguyên, nhà vua có vẻ không vui vì thấy ông xấu xí, ông bèn viết bài phú Ngọc Tỉnh Liên, nghĩa là hoa sen trong giếng ngọc, để tự ví mình như loài sen hiếm quý, chỉ những ai sâu sắc mới biết và thưởng thức. Vua xem trong bài tỏ ý cảm phục vô cùng. Trong nhiều hình tượng văn học và nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ xa xưa, hoa sen đã được sử dụng như một hình ảnh quen thuộc. Đã là người Việt Nam thì ai ai cũng biết những câu ca dao: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi mùn. Như vậy, hoa sen gợi lên cho con người cảm giác được gần gũi và đẹp đẽ. Còn ở thời điểm hiện tại, hoa sen lại gắn liền với hình ảnh Bác Hồ. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hình tượng ấy gợi lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam sự giản dị, thân thương nhưng vô cùng thanh cao và đáng kính. Có thể nói rằng hoa sen chính là loài hoa biểu tượng hồn cốt dân tộc Việt Nam, thể hiện được cốt cách, phong thái và tinh thần dân tộc. Những đóa hoa sen mang vẻ bình dị cũng chính là biểu tượng tinh thần, biểu tượng văn hóa cho đất nước Việt Nam, từ nô lệ nghèo khổ mà đi lên anh dũng kiên cường. Và con người Việt Nam dù có đi đâu vẫn vãi mang trong trái tim mình hình ảnh một loài hoa biểu tượng cội nguồn của dân tộc, đó chính là hoa sen. Trong tâm thức dân gian, sen được ví với những con người có khí chất thanh bạch, thâm trầm nhưng đầy bản lĩnh, sống nơi bụi trần nhưng không bị ràng buộc, cám dỗ bởi lợi danh. Vì vậy, sen là loài hoa được đưa vào mỹ thuật từ rất sớm, đọng lại, đậm đặc trong nghệ thuật, tạo hình và trang trí truyền thống. Nói các đời này. Hình tượng hoa sen trong nghệ thuật và tạo hình Việt là một đề tài rất phong phú, được thể hiện ở rất nhiều các hình thức trang trí mỹ thuật và kiến trúc đặc trưng riêng cho mỗi thời kỳ lịch sử của dân tộc. Nó không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống mà còn mang giá trị tinh thần vô giá với người Việt. Chính vì vậy, hình tượng hoa sen không chỉ là cảm hứng sáng tác của các nghệ nhân xưa, mà ngày nay các họa sĩ hiện đại vẫn có nhiều tác phẩm thành công với đề tài hoa sen.
qua nhiều cách nhìn và ngôn ngữ tạo hình khác nhau, tất cả đều biểu đạt được giá trị thẩm mỹ vĩnh hằng của loài hoa đã thấm sâu vào tâm hồn dân tộc Việt. Tìm hiểu về hình tượng hoa sen trong văn hóa cũng như nghệ thuật tạo hình truyền thống không chỉ giúp mỗi người hiểu được nhiều vấn đề từ bao quát đến cụ thể về hình tượng hoa sen, mà từ đó còn góp phần định hướng lối sống cho lớp trẻ tới chân thiện mỹ, nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, cũng như niềm tự hào, tinh thần tự tôn của dân tộc. Các bạn vừa cùng Quen TV dạo quanh một vòng đầm sen Đa Phúc và cùng tìm hiểu vẻ đẹp của loài hoa có sức sống và giá trị tinh thần cũng như tín ngưỡng vô cùng độc đáo. Nếu thấy hữu ích, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách ấn nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất của kênh. Cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.